Hello, Nguyễn Dùng mến chào các bạn. Hôm nay Nguyễn Dùng mời các bạn tham quan cái lô đất của mình mới mua tại Tây Ninh nhé. Tây Ninh nắng gió nhưng mà con người rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ. Trước đất của nhà mình thì có view một cánh đồng rất là đẹp, có điện ở trên luôn, ở trước đầu, trước đất luôn. Đó, các bạn nhìn. Chiều ngang thì mình mua được là 9 mét. Đó. Đường ô tô thì hai ô tô tránh nhau được. Đó. Bây giờ mình đi vào đất nha. Một chiều 9 mét và chiều dài là gần 50 mét. Đó. Đây là một cái cọc ranh. Đó. Cọc ranh bên kia. Đất rất là vuông vắn. Đất này mình có 70 mét vuông thổ cư. Đấy, cọc đây nữa này. Bây giờ là tầm 9 giờ sáng. Trời rất là đẹp. Cây cối xanh ươm à. Nắng vàng rất là đẹp. Đấy. Một mảnh vườn nhỏ nhỏ để mình làm một cái nhà vườn xinh xinh cho gia đình và bạn bè, thỉnh thoảng cuối tuần mình về mình chơi. Đây là đất trống hay có thể là mình cải tạo lại đấy, mình bỏ cái nhà này, là đây là cái chuồng bò đấy, chuồng bò cũ đấy, của gia chủ cũ đấy, họ để lại, chắc là mình sẽ bỏ đi thôi. Mình làm homestay ở đây cũng được nhỉ các bạn nhỉ, có vẻ ổn nhỉ. Đây là cái cọc đất tiếp này, tức là có 6 cọc đất người ta đã cắm rất là chỉnh chu. Đấy, ở bên kia nữa có cọc kìa, đó chỗ con gà đi đấy. Về đây thì là không có lo là thiếu gà, thiếu bò. Gần ngay chợ. Đấy, chúng ta có thể nướng BBQ này đấy, con gà này. Sang nó xóm mua một con gà cũng được. Cũng ổn. Đấy. Đằng sau là view cánh đồng, cũng là cánh đồng lúa rất là đẹp. Các bạn thấy không? Xanh gì không? Đấy. Không khí thì mát mẻ, thoáng đãng. Rất là tuyệt vời. Cái khu đất này thì là của mình là 430,6 m². Đó thì nó cũng khá là rộng, cũng đủ để mình xây nhà vườn đó. Đấy, cảnh quan đẹp các bạn. Các bạn nhìn lên trên nhá, phía trên này đó, khá là rộng dài. Có thể mình sẽ quây tường rào lại. Nếu mình rảnh mình sẽ quây tường rào lại rồi mình trồng rau. Đó, các bạn thấy không? Đất quá là đẹp luôn. Yeah. Hai bên đều có hàng xóm rồi. Buổi đêm cũng hàng xóm cũng ở đông lắm. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Và em mời các bạn tham quan một cái khu vườn nhỏ của gia đình nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng và Sa Huỳnh và bé Nguyễn Duy Đông Nhiên. Mình cũng mới mua cái căn này, cái đất này được 1-2 ngày thôi à. Đấy. Bây giờ Nguyễn Dùng mời các bạn xem một số hình ảnh trước và sau đất của Nguyễn Dùng nhé, và cảnh quan xung quanh xem là Tây Ninh thì buổi sáng sẽ ra sao. Một khu vườn nhỏ trước đất đấy. Đấy, cánh đồng họ đang chuẩn bị gieo mả đấy. Đường điện rất là nhiều luôn. Trước đất đấy. Đường rất là rộng. Mình ở đây thì rất là thoải mái thôi. Có thể là hít thở cái không khí trong lành của đồng lúa rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, đây là cảnh quan xung quanh đất của mình đó. Đây là phía sau đất. Các bạn yêu quý ơi, năm mới Nguyễn Dùng mến chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công và vạn sự như ý. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong những cái sản phẩm âm nhạc sắp tới của Nguyễn Dùng và Sa Huỳnh cũng như là bé Nguyễn Duy Đông Nhiên nhé. Luôn đồng hành cùng gia đình chúng mình nhé. Nguyễn Dùng mến chào các bạn và hẹn gặp lại trong những cái video clip sắp tới của mình. Mình yêu tất cả các bạn.
bye bye, hẹn gặp lại.